xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 2 tháng 4 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi rõ rệt, Tỷ Mạo Tường Hình cho biết con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm lý do để coi thường những người xung quanh, nhất là những người cộng sự của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm làm tổn thương nhau, tuổi tí và nửa kia không nên để sự nóng giận khiến cho mình cư xử thiếu khéo léo. Người độc thân nên chăm chỉ kết giao, trò chuyện với bạn bè để mở rộng cơ hội yêu đương cho mình. Tài chính, Vận trình tài lộc rực rỡ, thiên tài trợ mệnh giúp cho con giáp này thu về những khoản tiền rủng rỉnh. Cẩn trọng, dễ đắc tội những người xung quanh do bản tính khó gần. Tuổi giáp Tý làm bất cứ việc gì gặp khó khăn là chuyện bình thường. Tuổi bính Tý nên thẳng thẳng nhìn nhận đúng thiếu sót của bản thân. Tuổi mậu Tý bị chơi bai thì kẻ chơi bạn chẳng khá hơn bạn đâu. Tội canh Tý tự tin quá mức có thể thành kiêu ngạo tội nhầm tí, nhận nhịn một chút sẽ đỡ vực mình. Con số may mắn số 2, số 5, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sổ công việc. Vận trình công việc của người tuổi sổ trong ngày hôm nay diễn ra, xảy ra tranh chấp. Người tuổi sổ vì triệu tác động của tỷ kiên mà gặp không ít tranh chấp với đồng nghiệp lận đối tác. Còn giáp này càng nóng vội thanh minh cho mình lại càng dễ mắc sai lầm. Tình cảm phần trình tình cảm không được như mong đợi Mộc khắc thổ cho biết mối quan hệ tình cảm của người tuổi sửu và nửa kia đang chịu nhiều chỉ trích mâu thuẫn không được giải quyết theo thời gian mà trả lại còn gây gắt hơn tài chính phần trình ta lọc tươi sáng nhờ sự nhạy bén nắm mắt thời cơ đúng lúc mà còn giáp này cải thiện được chất lượng cuộc sống hiện tại cẩn trọng không nên lúc nào cũng tỏ ra gắt gỏng và coi thường người khác Tuổi ất sửu tính cách cố chấp có thể gây ra những mâu thuẫn nặng nề. Tội đinh xấu, ai nói xấu bạn tức là đang ghen tị với bạn. Tội kỹ xấu, cần mạnh dạng đối diện với những sai lầm của bản thân. Tội tân xấu, có những lúc không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Tội quỷ xấu, đau khổ là đang tự gột rửa chính bản thân. Con số may mắn số 11, số 61, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi giàu ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi tam hội giúp sức mang tới nhiều may mắn cũng như thời cơ cho những người cầm tinh con hổ tưởng chừng công việc diễn ra khó khăn nhưng bản mệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt tình hình tình cảm vận trình tình cảm tìm được yêu thương dù đã lập gia đình hay chưa thì con nhấp này cũng cảm nhận được rõ ràng tình cảm, sự quan tâm của người khác dành cho mình. Bản mệnh nhanh chóng tìm lại được những cảm xúc đã bỏ lỡ lâu ngày. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, người tuổi dân cần phải chấn trình lại cảm xúc để không rơi vào cảnh túng thiếu. Cẩn trọng, càng nóng vội lại càng dễ mắc sai lầm. Tuổi giáp dân, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe. Tuổi bính dân, chưa biết tiết chế cảm xúc dễ gây ra những sai lầm không đáng. Tuổi màu dần có những chuyện chỉ có bạn mới hiểu được. Tuổi canh dần mất tiền coi như của đi thay người đừng tiếc. Tuổi nhâm dần mối quan hệ vợ chồng tồn tại khá nhiều mâu thuẫn. Con số may mắn số 5, số 19, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi tuất. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không quá lý tưởng. Thiên quan xuất hiện vốn không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành những việc trọng đại. Bản mệnh nên cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình để không gây ra xung đột với những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm có ít thay đổi. Người tuổi Mão và nửa kia liên tục dành tình cảm sự quan tâm ân cần để người kia không cảm thấy cô đơn. Người độc thân may mắn tìm được người thương sau bao ngày tìm kiếm tài chính, vẫn trên tài lộc kém sắc, con giáp này không có kế hoạch kiếm tiền cụ thể nên rất dễ rơi vào cảnh khó khăn vay mượn. Cẩn trọng, to tiếng với người khác chỉ khiến bản thân thêm tầm thương. Tội ất mão, thất bại dạy bạn về chiến thắng. Tội đinh mão nói nhiều nhưng lại không biết cách lắng nghe. Tội kỷ mão hãy vỗ về bản thân trước khi mong đợi ai đó dỗ dành tuổi tần mão nên lưu ý hơn tới vấn đề của gan thận tuổi quý mão không nên nói chuyện cọc lóc trống không con số may mắn số 17 số 21 màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tốt năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không thật dễ dàng người tuổi thân không nhận được bất cứ sự giúp đỡ hay hỗ trợ nào từ những người xung quanh Ngoài ra, bản mệnh còn bị phản đối quyết liệt mỗi khi đưa ra ý tưởng hay kế hoạch nào đó. Tình cảm, vận trình tình cảm, thiếu sự thấu hiểu, một khắc thổ khuyên bạn và nửa kia cần cố gắng giữ bình tĩnh, tránh nên nổi nóng để khiến cho nửa kia tổn thương. Hai người nên học cách bao dung, bỏ qua cho những thiếu sót của người còn lại. Tài chính, vẫn trên tài lộc kiểm soát, người tuổi này nên cân nhắc chi tiêu, hạn chế mua sắm để có khoản dư dùng lúc cấp bách. Cẩn trọng, thiếu kiên nhẫn mỗi khi gặp vấn đề rắc rối. Tuổi giáp thân, chuyện của bạn đừng để người khác xen vào. tội bính thân, công việc không thuận, các phương diện đều sa sút. tội mậu thân, có tâm sự nhưng lại chẳng biết chia sẻ cùng ai. tội canh thân, không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tuổi nhâm thìn, chuyện của người khác đừng tham gia vào. Con số may mắn số 29, số 3, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi giàu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ như ý. Chính ẩn xuất hiện cho biết với sự chăm chỉ siêng năng của người tuổi tỵ sẽ sớm nhận được sự công nhận của mọi người xung quanh. Ngoài ra bản mệnh còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng hòa hợp, mộc sinh hỏa khi người đang độc thân nên mở lòng hơn với những người xung quanh. Chỉ khi nào con giáp này chủ động đi tìm tình yêu thì tình yêu mới có thể mỉm cười. Tài chính, vận trình tài lộc cho trải, bản mệnh không cần phải lo túng thiếu hay vay mượn. Cẩn trọng, nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi ất tỵ ai rồi cũng có lúc thất vọng vì người nào đó. Tội đinh tỵ cuộc sống bất công, nên làm quen với điều đó. Tội kỷ tỵ cài cuốc, cực lực, nhưng không thấy sung sướng. Tội tân tỵ hãy đưa ra lời an ủi cho người thân vào lúc này. Tội quý tỵ đào hoa nở rộ, nhưng cũng cần lưu ý tới các mối quan hệ xung quanh. Con số may mắn số 17, số 4, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi mùi. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút vất vả. Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay buôn bản, người tuổi này nên hạn chế đưa ra các quyết định đầu tư hay làm ăn. Việc nên làm lúc này là cho đợi thời cơ tích hợp để có thể tạo nên sự bứt phá. Tình cảm Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp. Mộc sinh hỏa giúp tình cảm hai người được gắn kết bền chặt theo thời gian bạn và người ấy luôn biết chia sẻ mọi chuyện cùng nhau nên tránh được những vấn đề rạn nứt trong phương diện tình cảm. Tài chỉnh, vận trình tài lộc kém sắc, tương phá tác động, nhắc nhở con nhấp này cần phải thận trọng hơn trong vấn đề chi tiêu, mua sắm. Cẩn trọng, không nên cứ chuyện gì khó khăn cũng ôm hết vào người. Tuổi giáp ngọ, dễ bị kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Tuổi bính ngọ, nhiều người thích sân si với tiền tài của bạn tuổi mậu ngọ không dám dựa vào ai toàn tự cố gắng tuổi canh ngọ tránh động chạm tới lợi ích cá nhân của người khác tuổi nhâm ngọ sức khỏe gần đây không tốt cho lắm con số may mắn số 2, số 6, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi tuất 8. tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng như ý tam hợp trợ mệnh giúp người tuổi này tiến hành việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh nên đánh giá lại tình hình. Bên cạnh đó là năng lực của bản thân để tìm được sự công việc phù hợp nhất. Tình cảm Vận trình tình cảm, lãng quên lẫn nhau, một khắc thổ cho biết tình yêu lứa đôi đang rạn nứt theo thời gian vì con giáp này bận rộn với công việc quá mức dẫn tới việc không có nhiều thời gian dành cho nhau tài chính vẫn trên tay lọc khởi sắc, quý nhân nâng đỡ đem lại cho con giáp này không ít cơ hội phát triển bản thân, từ đó mang về những khoản lợi nhuận đáng kể. Cẩn trọng nên có kế hoạch chăm lo cho sức khỏe. Tuổi ất môi hay quan tâm người khác nên thiệt thân. Tuổi tinh mùi nóng nại chỉ làm hỏng việc mà thôi. Tuổi kỷ mùi không nên vội bi quan mỗi khi gặp chút thách thức. Tuổi tân mùi chấp nhận khó khăn là bạn đang tiến bộ. tuổi quý môi, cân mạnh dạn đối mặt với các thử thách trước mắt. Con số may mắn số 91, số 8, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đang xen. Bạn mệnh vốn là con giáp thông minh, nhạy bén nhưng lại chịu tác động của thương quan nên có thể sẽ gặp thất bại vì cách làm việc hiếu thắng. Thêm nữa còn bị cấp trên đánh giá và hạ thấp vì không đạt được hiệu quả khi làm việc. Tình cảm vận trình tình cảm có chút mâu thuẫn. Kim Khắc Mộc cho biết người tuổi này và nửa kia chưa tìm được điểm chung trong lý tưởng sống. Cả hai thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Tài chính vẫn trên tài lộc bắp bên người tuổi này tốt nhất nên xây dựng kế hoạch tài chính vững vàng để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu. Cẩn trọng, không nên nói lời thiếu suy nghĩ hay hành sự bốc đồng. Tuổi giáp thân, ghét phải gánh vác mọi thứ một mình. Tội bính thân, bị phê bình than trách vì gây ra vài rắc rối. Tội mậu thân, sống vô tư nhưng hay gặp kẻ vô tâm. Tuổi canh thân nên chú ý hơn tới lời ăn tiếng nói của mình. Tuổi nhâm thân. Một lời chiêu trọc vô tình đủ khiến bạn buồn. Con số may mắn số 23, số 8. Màu sắc may mắn màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tốt xấu đang xen cục diện tương xung tác động cho thấy con giáp này khá nhạy bén với các tình huống phát sinh bất ngờ. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo và hống hách có thể gây ra cho bản mệnh không ít tai họa trong ngày. Tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc đào hoa, người độc thân được khá nhiều người khác giới để ý. Như người đã có lập gia đình cũng nơi giữ khoảng cách với những người xung quanh nếu không muốn gặp rắc rối. Tài chính, vận trình tài lộc may mắn, thực thần nâng đỡ giúp người tuổi Dậu kiếm được kha khá tiền nhờ sự nhạy bén, tin tường của mình cẩn trọng nên đề phòng thận trọng với các mối quan hệ xung quanh tội ất Dậu không nên nói không có nghĩa là không buồn tội đinh Dậu dễ vướng nhiều điều thị phi điều tiễn tội kỷ Dậu công việc như không ý muốn tội tân Dậu hay bị hỏi thuốc vô lý tội quỷ dầu muốn làm việc gì đó nhưng bị cản trở con số may mắn số 9 số 12 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu 11 tử vi hàng ngày của tuổi Tuất công việc vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi như ý nhị hợp nâng đỡ giúp cho con giáp này không cần tốn nhiều công sức để tìm ra mối làm ăn phù hợp tiềm năng bản mệnh cần mạnh dạn nắm bắt tốt mọi cơ hội trước mắt để có thể tăng tiến nhanh hơn tình cảm vận trình tình cảm có chút bất đồng một khắc thổ cho thấy các cặp đôi đang có sự bất đồng mâu thuẫn với nhau bản mệnh và người ấy cần giữ bình tĩnh để ngồi lại xem xét vấn đề đã qua tài chính vận trình tài lộc khởi sắc người tuổi này cần phải liều lĩnh hơn đôi chút trong quá trình chi tiêu để có thể vững vàng hơn trên phương diện này cẩn trọng, không nên giấu giếm chuyện gì với người thân yêu. Tuổi canh tuất, tận dụng thời cơ để thể hiện năng lực của mình. Tuổi nhâm tuất, tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Tuổi giáp tuất, gần đây trong gia đình có chút chuyện không vui. Tuổi bính tuất, không có hứng thú với chuyện của người khác. Tuổi mậu tuất, tâm trạng bất thường, sáng nắng chiều mưa. Con số may mắn số 4, số 7 màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của ngôi tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Còn giáp này bằng tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự nâng đỡ của chính quan mà sớm nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Bản mệnh sắp tới đây sẽ được cấp trên trọng dụng hết lòng. Tình cảm, vận trình tình cảm bình yên hòa hợp, Thủy sinh mộc đem lại cho bản mệnh và nửa kia một ngày tương đối bình yên. Người độc thân nhận được kha khá tín hiệu tích cực từ những người xung quanh. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc do thói quen tiêu pha nên rất có thể rơi vào tình trạng túng thiếu. Cẩn trọng, nên cố gắng tập trung xử lý các vấn đề của cá nhân. Tội, ất hại, tử tế với những người tử tế và ngược lại. Tội, đinh hại, cẩn thận kẻo xảy ra sâu sát tội kỷ hại nên tận dụng cơ hội để cải thiện phần trình hiện tại. Tội tân hại cần nắm bắt mọi thời cơ trước mắt. Tội quý hại phản ứng tức giận thái quá. Trong khi tranh luận, con số may mắn số 1, số 21, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão.